Một thanh niên trẻ tuổi sẵn sàng chi một số tiền cực lớn để đến các sân vận động trên khắp nơi trên thế giới chỉ để tận mắt chứng kiến thần tượng bóng đá của mình. Tuy nhiên, hễ có trận đấu nào thanh niên này có mặt thì thần tượng của anh ta lại phải ngồi trên băng ghế dự bị. Và không ai khác chính là streamer nổi tiếng khắp nước Mỹ và toàn thế giới, Darren Watkins Jr., hay còn được biết đến với biệt danh IsoSpeed. Chàng trai này dù tuổi mới còn nhỏ nhưng lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn mua chiếc đồng hồ cao cấp dát vàng của thần tượng mình. Thậm chí sẵn sàng bỏ ra cả triệu đô la Mỹ để mua chiếc ô tô mang phong cách của thần tượng của anh luôn. Vậy rốt cuộc IsoSpeed là ai? Anh chàng này làm gì mà giàu đến mức sẵn sàng chi ra số tiền lớn đến như vậy? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay sau đây. Trước khi bước vào video, đừng quên để lại một like và một follow cho ekip của tụi mình nha. Còn bây giờ thì vào nội dung chính thôi. Darren Watkins Jr. sinh ngày 21 tháng 1 năm 2005, hay được biết đến qua biệt danh IsoSpeed hoặc đơn giản là Speed, là một YouTuber, streamer và rapper người Mỹ. Anh được biết đến qua các buổi stream trên nền tảng YouTube, TikTok và Twitch. Ngoài ra, anh cũng hay chơi nhiều các tựa game như Roblox, Fortnite hay là FIFA. Không chỉ vậy, IsoSpeed đôi khi được biết đến qua những hành vi gây sốc của anh trên các buổi phát trực tiếp. Nhờ những điều này mà đã giúp anh có được lượng người theo dõi lớn, đồng thời khiến anh trở thành tâm điểm của nhiều cuộc tranh cãi. Sinh ra và lớn lên tại Cincinnati, bang Ohio, Watkins bắt đầu sự nghiệp của mình qua kênh YouTube IsoSpeed của mình vào năm 2017. Lúc bấy giờ anh chủ yếu đăng các video về game. Từ năm 2021 đến năm 2022, anh bắt đầu được biết đến nhiều hơn. Một phần nhờ vào việc lưu hành các clip nổi bật từ các buổi phát trực tiếp của anh trên các nền tảng mạng xã hội. Trước khi tham gia cộng đồng trực tuyến, Darren chỉ là một cậu nhóc làm việc trong viện dưỡng lão với nhiệm vụ giao đồ ăn cho người già. Sau khi được một người bạn gợi ý, cậu thanh niên này đã bắt đầu làm YouTube với tên là IsoSpeed thời điểm năm 2016. Phải đến khi dịch bệnh Covid-19 khiến cho các hoạt động xã hội bị phong tỏa, loạt stream liên quan đến các tựa game nổi tiếng của anh ấy mới bắt đầu được thu hút sự chú ý của khán giả trên các nền tảng như là YouTube. Watkins bắt đầu phát trực tiếp và đăng video về các trò chơi như NBA 2K và Fortnite từ khoảng tháng 12 năm 2017, nhưng chỉ thu hút được trung bình 2 lượt xem. Tuy nhiên, bằng tài năng cũng như là sự may mắn của mình, số lượng người đăng ký anh đã tăng lên trong khoảng thời gian vài tháng, đạt 100.000 người đăng ký vào tháng 4 năm 2021, 1 triệu vào tháng 6 năm 2021 và 10 triệu vào tháng 7 năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, tức là tháng 5 năm 2024, kênh YouTube của IsoSpeed đã cán mốc 24,5 triệu lượt đăng ký. Có thể nói, số người đăng ký kênh YouTube của anh chàng này đông không khác gì dân số của một quốc gia. Còn trên nền tảng TikTok, mặc dù bắt đầu thực hiện những video đầu tiên khi còn rất nhỏ, nhưng anh tiếp cận với nền tảng này cũng khá muộn. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 12 năm 2022, tức là khi streamer này đang 17 tuổi, IsoSpeed đã là một ngôi sao TikTok khi có hơn 14,5 triệu người theo dõi trên ứng dụng này, một con số đáng mơ ước của nhiều TikToker bây giờ. Sau khi lấn sân sang TikTok, sự hài ước của IsoSpeed đã thực sự gây bão và khiến anh trở thành ngôi sao đang lên tại nền tảng này. Bên cạnh công việc hiện tại, Darren cũng tham gia vào lĩnh vực âm nhạc với tư cách là một rapper, với việc sở hữu một số bài hát nổi tiếng trên YouTube như là Shaq, World Cup và Ronaldo Seaway. Với tầm ảnh hưởng của mình, giá trị tài sản ròng hiện tại của Darren được ước tính lên tới từ 12 đến 15 triệu đô la, là khoảng 330 tỷ đồng, với phần lớn thu nhập đến từ YouTube. Không chỉ là một streamer lừng danh trên khắp nước Mỹ, IsoSpeed còn là một người hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt. Anh từng chia sẻ trong các video của mình rằng cầu thủ bóng đá anh hâm mộ nhất không ai khác chính là danh thủ nổi tiếng của bóng đá Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo. Chính vì thế không có gì ngạc nhiên khi anh chàng streamer này đã chi tiền ra để gặp idol của mình. Trong suốt tháng 11 và tháng 12 năm 2022, Watkins đã đến nhiều sân vận động bóng đá khác nhau để xem thần tượng của mình là Ronaldo thi đấu trực tiếp. Watkins đã đến các sân vận động như là Old Trafford, Craven Cottage và nhiều sân vận động khác ở Qatar trong thời kỳ diễn ra sự kiện World Cup 2022. Tuy nhiên, CR7 đã ngồi dự bị trong những trận đấu mà anh đến xem, cho đến trận thua của đội tuyển Bồ Đào Nha trước đội tuyển Maroc. Vào tháng 6 năm 2023,
Watkins được gặp trực tiếp Cristiano Ronaldo tại Lisbon, Bồ Đào Nha, sau trận đấu ở vòng loại Euro 2024 giữa Bồ Đào Nha và Bosnia. Được biết đến như là fan cứng của Ronaldo, IsoSpeed đã đến tận Qatar để theo dõi các trận đấu. Tuy nhiên, những video hài hước của anh đăng tải trong thời điểm trái bóng World Cup 2022 lăn trên sân cũng thu về lượng lớn sự quan tâm của những tình huống dở khóc dở cười và được nhiều người đặt cho biệt danh là fan thời vụ. Theo đó, dù mục đích ban đầu đến Qatar là để cổ vũ CR7, dù idol đã bị loại từ vòng tứ kết, nhưng IsoSpeed vẫn tiếp tục ở lại Qatar để theo dõi trận chung kết giữa Argentina và Pháp diễn ra tại sân vận động Lucerne. Cũng trong trận đấu này, nam YouTuber đã gây nên một video gây bão cõi mạng với sự hài hước của mình. Theo đó, anh ban đầu mặc chiếc áo của Bồ Đào Nha đi xem trận đấu. Tuy nhiên, sau khi chứng kiến Mbappe thành công ghi bàn từ chấm phạt đền, anh lập tức lột áo ngoài để lộ chiếc áo tuyển Pháp và ăn mừng những người hâm mộ chân chính của đội tuyển. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, anh chàng đã ngay lập tức quay xe khi lột áo Pháp để lộ chiếc áo Argentina cùng biểu cảm hào hứng, đắc chí đi khi đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng chung cuộc và lên ngôi vô địch thế giới. Ngay sau trận đấu, video này đã lập tức lan truyền nhanh chóng và đạt được lượng xem khổng lồ trên các nền tảng khác nhau bởi quá hài hước. Chính điều này đã giúp cho hình ảnh của IsoSpeed được nhiều người biết đến hơn. Không chỉ đơn giản là đến xem thần tượng của mình thi đấu, YouTuber nổi tiếng này không ngần ngại thể hiện tình yêu với thần tượng của mình. Anh chàng 19 tuổi đã từng khoe lên mạng xã hội chiếc Lamborghini mới được trang trí bằng tác phẩm nghệ thuật theo phong cách của tiền đạo người Bồ Đào Nha, in hình thần tượng lên chiếc xe đầu tiên. Giá của một chiếc Lamborghini dao động từ 200.000 đô la Mỹ đến trên 5 triệu đồng. Tuy nhiên, nó có thể đắt hơn tùy thuộc vào các yêu cầu riêng của chủ xe. Do đó, chiếc Lamborghini này có những yêu cầu đặc biệt, không hề rẻ một chút nào. Cư dân mạng trên khắp nước Mỹ đồn đoán rằng chiếc ô tô này có giá là 2 triệu đô. Bản thân Ronaldo vẫn chưa bình luận về bức ảnh này, nhưng cũng là người thích sưu tập xe, hành động này hoàn toàn có thể được tiền đạo Anas chú ý. Ngoài ra, các fan cũng như người theo dõi của IsoSpeed từng có một fan ngỡ ngàng trong một video mà anh chàng này đăng tải lên TikTok cá nhân của mình. Trong một lần đi ăn với bạn của mình, anh chàng đã khoe chiếc đồng hồ thương hiệu CR7 với trị giá gần 3 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 73 tỷ đồng. Nghe có mùi chém gió nên ông bạn của anh ngay lập tức check va bằng cách lên hẳn trang web của siêu sao Ronaldo check giá. Không ngờ trên trang web của CR7 lại chỉ đang bán chiếc đồng hồ này với giá chỉ 55.000 đô la Mỹ thôi, giá mềm hơn mấy chục lần so với những gì IsoSpeed nổ ra. Tuy nhiên, con số 55.000 đô cũng không phải là nhỏ, nó cũng đã thể hiện độ chịu chơi của anh chàng mới chỉ ở cái tuổi chưa đến 20 này. Và đó là toàn bộ những thông tin về YouTuber người Mỹ Darren Watkins Jr. hay được biết đến với biệt danh IsoSpeed và khối tài sản của anh ấy. Còn bạn, bạn biết thêm gì về sự giàu có của YouTuber người Mỹ này không? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng ta cùng thảo luận nha. Và đừng quên ấn vào nút like và follow cho ekip tụi mình để đón chờ những video mới nhất. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.